Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Trong số 4 tà giáo được loạt phim In the Name of God, A Holy Betrayal, vạch trần nổi bật nhất có lẽ là cái tên JMS Jesus Morning Star của tên giáo chủ Chung Myung-sook. Chung Myung-sook bị lên án vì sử dụng quyền lực tôn giáo để thao túng các thành viên của giáo phái này, đặc biệt là các nữ tín đồ trẻ tuổi của ông ta để nuôi dưỡng các hành vi tội phạm bệnh hoạn của mình. Nhà sản xuất phim cũng đã thuyết phục được một số cựu thành viên tà giáo này bước ra ánh sáng và vạch trần Chung Myung-sook cùng bè lũ trong dị giáo của ông ta. Theo bộ phim, Chung Myung-sook sinh năm 1945 và chỉ tốt nghiệp tiểu học. Trước khi thành lập JMS vào thập niên 80, ông ta đã gia nhập một giáo phái khác có tên Unification Church. Tà giáo của JMS lợi dụng kinh thánh của Kitô giáo để tạo ra một nhãn hiệu riêng của mình. John tự nhận mình là Chúa Giêsu tái thế và coi bản thân là đấng cứu thế. Do xu hướng dị giáo của mình, John vào giáo phái của ông ta từng bị khai trừ khỏi phong trào giám lý thuộc Kitô giáo. Với chỉ vài thành viên và cơ sở đầu tiên là một căn phòng nhỏ từ những năm 70, John chọn đối tượng tín đồ là các sinh viên trẻ học giỏi tại Seoul và dùng chiêu trò tôn giáo để tuyển mộ họ vào các buổi đọc kinh rồi lớn mạnh dần với giáo phái hàng nghìn người. Một điều thú vị là mặc dù chỉ tốt nghiệp tiểu học, John lại rất tự tin vào năng lực của mình và tìm ra những phương pháp, tư duy khác biệt để giảng giải về giáo lý trong kinh thánh. Theo các cựu tín đồ, ông ta đặc biệt thu hút bởi có phương pháp giảng dạy và có vẻ rất khoa học và logic, sử dụng toán học, sinh học và lịch sử khiến ngay cả những người có học thức và thông minh cũng bị cuốn theo. Kiến thức rỗm và tài thao túng của John dễ dàng thu hút những sinh viên trẻ, tầng lớp đang có nhiều nhiệt huyết với các vấn đề sục sôi của xã hội và chính giới Hàn Quốc lúc đó. Sau khi đã sử dụng các phương pháp ngụy khoa học mê hoặc tín đồ, John tiếp tục tiêm nhiễm vào đầu họ rằng mình là Chúa tái thế và chỉ có thông qua ông ta và gặp gỡ được ông ta, tín đồ mới có thể chắc suất lên thiên đường. Những chiêu trò tạo dựng niềm tin của JMS còn bao gồm việc đưa ra những lời dự đoán như tiên tri để chứng minh tài phép của mình. Một ví dụ là khi ông ta cầu cho tuyết rơi và sau khi lời cầu nguyện kết thúc, ngoài trời thực sự có tuyết rơi. Không rõ ông ta đã xem dự báo thời tiết hay chỉ là sự trùng hợp, nhưng trong bối cảnh tâm lý đó, các tín đồ là nạn nhân trở nên hoàn toàn bị mê hoặc. Chưa kể, John còn có thể dự đoán chính xác người sẽ lên nắm cương vị Tổng thống Hàn Quốc vào những năm 80. Vấn đề ở chỗ, hành vi tạo dựng giáo phái của John không phải là để chữa lành cho các tín đồ hay giúp họ có cuộc sống tốt hơn mà để thỏa mãn ham muốn thú tính của mình. Ông ta tự nhận mình là đấng cứu thế và một phiên bản hoàn hảo của Adam, người đàn ông đầu tiên. Bằng cách đó, John thuyết phục các tín đồ nữ xinh đẹp, trẻ trung rằng bằng việc có quan hệ người lớn với ông ta, họ sẽ được thanh tẩy, gột bỏ mọi tội lỗi. Để tạo ra vỏ bọc vô tội, thần thánh cho loại quan hệ bất chính này, JMS thao túng tín đồ rằng họ sẽ có những buổi gặp một một với đấng cứu thế để được ban phước hoặc khám tổng quát vì John là một y sĩ toàn tài đã nghiên cứu về cơ thể con người suốt hàng chục năm. Cuối cùng, các tín đồ nữ tự nguyện hiến dâng mà không hề biết rằng mình đang bị thao túng. Theo một cựu tín đồ, JMS đã xây dựng được cơ sở 200-250 nhà thờ và 30.000 tín đồ, đa phần là sinh viên vào những năm 80. Vì sinh viên không có tiền nên họ phải đi bán đủ thứ từ lạc, thiệp chúc Tết, máy lọc nước cho nhà thờ, không khác gì lao động khổ sai. Tất cả đều phục vụ thói ăn chơi, mua xế sang, tổ chức tiệc thác loạn với gái trẻ của giáo chủ John. Theo phim tài liệu, John thường xuyên bắt các tín đồ nữ trẻ ăn mặc gợi cảm để theo hầu, tổ chức các bữa tiệc thác loạn chỉ có mình ông ta là đàn ông để ban phước và yêu cầu các tín đồ chụp ảnh như người mẫu chỉ để riêng cho ông ta thưởng thức. Điều kinh khủng hơn là sau khi bị tẩy não, các tín đồ tiếp tục trở thành cánh tay nối dài, voi bạch tuộc của John để thu hút thêm các cô gái trẻ đẹp tham gia vào giáo phái biến thái này. Qua nhiều năm, giáo phái của ông ta ngày càng lớn mạnh và không chỉ hoạt động ở riêng Hàn Quốc mà đã lan ra nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Hồng Kông, Trung Quốc, Australia, Nhật Bản. Mục tiêu của John khi xuất khẩu tà giáo ra quốc tế là được ở cạnh 10.000 người phụ nữ.
Tới năm 1999, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về mục tiêu thật sự của lão ta. Hàng trăm cựu tín đồ đã cùng lên tiếng tố cáo hành vi biến thái của John cho cảnh sát, truyền thông. Các nhân chứng sau đó bị tiếp cận bởi thành viên giáo phái và đe dọa hoặc tấn công bằng bạo lực. Trong khi cảnh sát bắt đầu nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, John đã kịp đào thoát khỏi Hàn Quốc và tiếp tục dựa vào sự hỗ trợ của chi nhánh giáo phái tại nước ngoài. Từ đó, ông ta dùng Internet để lan truyền các bài giảng gây mê muội của mình cho giáo đồ toàn thế giới, trong khi tận hưởng lối sống xa hoa, trụy lạc của mình. Tới năm 2006, John chính thức bị bắt tại Trung Quốc và dẫn độ về quê nhà. Trước các điều tra viên, ông ta tỏ ra là một người bất ổn về tâm lý, cầu xin được tha bổng. Năm 2009, sau thời gian dài điều tra, John bị kết tội hiếp dâm và tấn công tình dục với mức án 10 năm tù. Những tưởng đó là kết thúc của John và James, nhưng không. Trong suốt thời gian này, John vẫn đều đặn nhận được ảnh các cô gái trẻ đẹp từ tín đồ gửi đến và sắp xếp gặp mặt ông ta trong tù để hứa hẹn về một ngày tái xuất. Tới năm 2018, tức sau khi gần mãn hạn tù, đã có 70 quốc gia ghi nhận sự xuất hiện các chi nhánh của James. Sau khi ra tù vào năm 2018, John phải đeo một chiếc vòng chân theo dõi dành cho tội phạm tình dục. Không hề nao núng, tên giáo chủ lương lẹo này lập luận rằng chiếc vòng chân giống như một cây đinh đóng vào thánh giá mà Jesus từng phải chịu để khiến tín đồ càng thêm tin rằng đấng cứu thế của họ chỉ đang bị thử thách. Trong số các nạn nhân là phụ nữ của John đã lên tiếng, nổi bật nhất là Mabel Yip, một cô gái lớn lên ở Hồng Kông, Trung Quốc và sau này chuyển đến Hàn Quốc. Theo kể lại, Mabel từng là tín đồ nhiệt thành của James và đã bị hắn cưỡng dâm 17 lần trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2021. Và sau mỗi lần, John đều nói với cô rằng em đã được cứu rỗi. Trong thời gian John ở tù, Mabel cũng đã gặp mặt hắn ta. Cô tiết lộ rằng cô và các tín đồ nữ khác rất vui khi nghe yêu cầu gặp mặt của thủ lĩnh giáo phái, tin rằng các chuyến thăm tù của họ là cơ hội để gặp đấng cứu thế. Tôi đã rơi nước mắt, đó là cơ hội mà số phận đã trao cho tôi, cô nói. Hơn nữa, John còn nhờ thân hữu thuê một căn hộ gần nhà tù. Mabel đã đến thăm 2 hoặc 3 lần. Sân thượng nhỏ của căn hộ có tầm nhìn ra nhà tù và John sẽ ra ngoài tập thể dục hàng ngày vào lúc 1 giờ chiều. Khi Mabel hoặc các tín đồ nữ khác ra hiệu trên sân thượng, giáo chủ sẽ biết rằng họ đang ở đó. Bộ phim tài liệu cũng chiếu cảnh một nữ tín đồ khỏa thân dưới vòi hoa sen bày tỏ tình yêu của mình với thủ lĩnh giáo phái. Một nạn nhân tiết lộ rằng gã biến thái thậm chí đã cố gắng quan hệ tình dục với 50 tín đồ nữ trong một đêm, coi họ như nô lệ tình dục. Bộ phim tài liệu cũng tiết lộ rằng Mabel, vốn có tài năng ca hát bẩm sinh, đã được chọn để biểu diễn trong các buổi biểu diễn quy mô lớn. Tuy nhiên, một số màn trình diễn kéo dài quá lâu khiến cô kiệt sức. Cô yêu cầu không hát nữa và sau đó được bổ nhiệm làm người dẫn chương trình bởi thủ lĩnh giáo phái. Trong 10 năm tham gia giáo phái, Mabel cũng từng làm người mẫu, thuyết giáo và thậm chí còn phục vụ với tư cách là mục sư. Mabel cũng đề cập đến một nạn nhân đến từ Úc. Cô biết rằng nạn nhân sẽ rơi vào bẫy của John, nhưng vẫn nói với cô ấy, không sao đâu, đó không phải chuyện lớn. Điều này đã biến Mabel từ nạn nhân trở thành đồng phạm, và đến tận hôm nay, cô vẫn còn rất đau đớn về điều đó. Cô đã bị tẩy não đến mức tin rằng bị hắn ta xâm phạm là chuyện bình thường. Tất nhiên, Mabel không phải người đầu tiên ở hoàn cảnh như vậy. Khi nhận thức được chuyện xảy ra với mình, Mabel đã ghi âm lại đoạn trò chuyện và quan hệ đầy ám ảnh của cô với John làm bằng chứng đưa ra ánh sáng trong phần đầu phim tài liệu. Ngoài Mabel, John Monsock bị buộc tội tấn công tình dục một phụ nữ Úc 30 tuổi 5 lần trong vòng 5 tháng kể từ tháng 7 năm 2018. Hai nạn nhân sẽ được thẩm vấn vào cuối tháng 3 này. John bị bắt vào ngày 4 tháng 10 năm 2022 vì nghi ngờ cưỡng hiếp và quấy rối tình dục và sẽ bị giam giữ cho đến ngày 28 tháng 4. Một thẩm phán đã tuyên bố rằng thủ tục xét xử sẽ được đẩy nhanh trừ khi có diễn biến khác. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 3 năm 2023.